Ngày 30 tháng 8, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tổ chức trò chơi liên hoan chào mừng Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Tham gia trò chơi, các chi đoàn tạo thành các tổ đội. Mỗi tổ đội gồm 5 đến 6 thành viên tham gia. Các đội phải vượt qua 10 trạm tương ứng với 10 thử thách khác nhau trong việc thu thập đủ 10 con dấu tương ứng tại các trạm kèm theo 10 gợi ý thông điệp ngẫu nhiên từ các trưởng trạm. Đây là trò chơi đòi hỏi đoàn viên thanh niên thực hành tốt các kỹ năng khéo léo, thể chất trí tuệ, sự đoàn kết đồng đội, nhạy bén trong cách chơi, góp phần giúp cho các bạn tự tin để vượt qua khó khăn. Kết thúc chi đoàn 10 xuất sắc đạt giải nhất, chi đoàn 3 đạt giải nhì, chi đoàn 1 đạt giải ba. Ngoài ra ban tổ chức còn trao 10 giải xuất sắc ở từng 10 trạm.